anh coi luôn đề là cái tội nặng, tức là xa địa ngục, mà sao lại có thể tu thành Phật, phải vậy không? Dạ dạ, sao lại tu thành Phật? Xin thưa là như thế này, nếu căn cứ vào cái pháp bình thường đó, thì chính Đức Phật nói tám nạn, tức là sanh làm người, đuôi cùi ngỗng điếc, thấy không? Cái tội giết cha, giết mẹ, giết la hán đó thì là vào địa ngục, đó là niết xiển đề đó, phạm tội cho làm cho chân luân Phật ra máu rồi đó, phá hòa tăng chúng rồi đó, năm cái tội đó là ra địa ngục đó, rồi hay là sanh làm cả quỷ súc sanh. Thì Đức Phật nói á, cái người á, mà đã địa ngục và sanh làm ngạ quỷ súc sanh cầm thú đó thì cũng là một nạn trong tám nạn. Rồi sanh ra là người câm mụn đuôi điếc cũng một nạn trong tám nạn. Sung sướng quá sanh cõi Bắc Lô Châu. Bắc Dạ, xin ông Nam, có chú này ở xa cũng hỏi ông Nam giảng cho chú này ít 4 câu, mà vì chú này mới vào đạo tu chưa hiểu rõ về cái nghĩa mấy câu này. Thân này là giả tạm không? Phải ta tại sao làm tội thì tội của ta là thật? Nói thân này giả thì tội phải giả, xin ông Nam giải thích dùm cho con hiểu. Kính thưa quý vị, cái đoạn này cái cô này hỏi cũng dựa vào kinh mà nói, nhưng mà cái ý này nó làm cũng như hơi gay gắt cái chỗ thân này giả tạm mà tại sao tội làm thì tội của ta, phải không? Bây giờ thân này cũng giả thì tội cũng giả, tại sao mình làm tội rồi phải bị khổ sở, phải bị đài đà, phải bị trả quả đủ thứ hết. Cái đại ý là nó như vậy. Thì hôm nay tôi xin trình bày như thế này. Nói đến cái thân này giả tạm, mà giải thoát được giả tạm, tội ấy không phải là của ta, thì nói đến cái người kiến tánh ngộ đạo. Cái người kiến tánh ngộ đạo sống thường với Phật tánh là cái lặng trang sáng rỡ rõ ràng biết. Cho nên biết được cái thân này giả tạm và sống với cái biết, chớ không dính mắc với cái thân giả tạm. Cho nên cái thân giả tạm này nó tạo nghiệp thì nó trả quả để đền cái nghiệp quả. Cái vọng tưởng tạo nghiệp thì vọng tưởng trả quả để đền cái nghiệp quả. Còn cái biết lặng trang sáng rỡ, nó là thánh thật, nó là vượt ra sanh tử vô thường, nó vượt ra nhân quả, cho nên nó không còn bị trả quả, không còn luân hồi sinh tử. Còn nếu cái người nào nói thân giả tạm, nói rằng nghĩa là tội phước không có mà chưa kiến tánh ngộ đạo, thì cái đó chỉ là nói thôi, vẫn còn bị vô thường, vẫn còn bị chết chóc, vẫn còn bị đau khổ, chứ không thoát ra được. Khi nào mình ngộ đạo kiến tánh mới thoát ra được cái chỗ này. Đức Phật có nói liễu từ nghiệp chướng bổ lại không, bổn lại không, mà dị liễu ưng tu quần túc trái. Liễu là có người tỏ ngộ Phật tánh rồi, con người sáng suốt thông minh rồi, sống thẳng với cái biết lặng ra sáng rỡ rồi, thì tất cả nghiệp chướng hay là cái bổn lai cũng không hình tướng, không sắc màu, không còn dính dáng gì hết, gọi là hoàn toàn thoát khỏi sinh tử luân hồi. Còn nếu mình chưa tỏ ngộ thì dị liễu đó, chưa sáng suốt, chưa thông minh, dù mình nói trả quả hay không trả quả, hay dù mình có biện luận hay đến đâu đi nữa, lời nói như rồng bay hạt liệm đi nữa, thì cũng vẫn bị vô thường bắt như trương tổ lưu, chứ không khi nào thoát khỏi được. Kính thưa quý vị, qua đề tài trên tôi trình bày đến đây kết thúc. Dạ, xin kính thưa ông Nam, giảng cho chú này hiểu mấy chữ này: đức tin và lòng lành. Vậy hai cái này nó đi cặp luôn luôn, nghĩa là sao vậy ông Ngâm? Đức tin và lòng lành. Dạ, kính thưa quý vị, đồng đạo hỏi về đức tin với lòng lành phải đi cặp, ý nghĩa làm sao? Thì cái đoạn này mình phân tách rõ ra đó. Nếu mà người có lòng lành đó, tức là tình thương đó, mà không có đức tin, mà không có lòng lành, thì thiếu cái tình thương. Dù có trí cũng vẫn
không giúp ích được cho đời. Mà có lòng lành mà thiếu đức tin, tức là có lòng thương người giúp đời mà thiếu trí, thì cũng vẫn còn bị luân hồi sinh tử, vẫn còn bị yêu ma lường gạt. Bây giờ ở trong chuyện Tây Du có nói vấn đề này, lòng lành ví như tam tạng, trí huệ là đức tin đó, có lòng lành mà thiếu trí huệ đó, trí huệ tức là như ông Tề Thiên, có tâm mà không suy gẫm cho mở trí đó, là như ông Tề Thiên. Thành thử ra tam tạng á, thì từ bi gặp ai cũng thương, tu đến đổi ngồi thiền luôn năm tháng ngày không nhúng nhích, vua quan đều phải lại, không là quốc sư đó. Nhưng mà có một điều, gặp yêu nó giả làm người bị nạn, than khóc năn nỉ, thì tam tạng đồng lòng kêu Tề Thiên phải cõng. Vậy mà Tề Thiên cãi không được, nếu cãi không cõng á, thì ông niệm chú khẩn cầu, Tề Thiên bắt buộc phải vào giơ lưng lại cõng. Thì vừa cổng rồi nó quá năm cái núi ngũ hình trên đèo Tề Thiên. Tề Thiên dùng dãy chưa kịp thì bắt người ta tạng đi rồi đó. Thành ra gì có lòng lành mà thiếu trí đó, có tâm mà thiếu trí đó, thì cũng như có lòng lành mà thiếu đức tin đó, thì phải bị yêu quắc, phải bị gạt lường đó. Còn bây giờ có đức tin mà thiếu lòng lành, cũng như có trí mà thiếu tâm, thì cái trí không có lường được. Cái trí này có thể nó đi đến chỗ mà nó xuống quậy ở dưới Diêm Vương, ở dưới Lâm Cung, rồi lên quậy ở trên Thượng Đế là nói ông Tề đó. Nhưng mà không có lòng lành thì không có từ bi để độ chúng sanh. Vì vậy mà dễ thành trở lại con người thông minh, sáng suốt, gian ác. Cũng như là Hitler Moni chẳng hạn, hay Mussolini chẳng hạn. Ở giai đoạn đệ nhị thế chiến, chiến tranh chết không biết bao nhiêu người, cũng những người đó trí thông minh tuyệt vời, thiếu lòng lành mà xảy ra đến những chuyện như vậy. Thì bây giờ chúng ta tu theo thầy phải có hai điểm, vừa có lòng lành, vừa có đức tin, có lòng thương người giúp đời, và có trí sáng suốt để khỏi lầm lạc ma quỷ, và giúp đúng chỗ, làm đúng cách để được thành công dễ dàng. Kính thưa quý vị, qua đề tài trên tôi trình bày đến đây kết thúc. Dạ, xin kính thưa ông Năm, giảng tiếp cho cái chú này cũng ở xa mà hỏi về trong kinh bọn nhất diễn đề rơi vào năm tội ngũ nghịch, tu có thành Phật hay không, mà sao lại thì cái con người mình và tất cả con thú đều không có linh hồn, mà sao như vậy thì lại có cái cục đá gì nữa, sao cục đá là đây cung kinh, vậy nghĩa là sao vậy ông Năm? Kính thưa quý vị, đồng đạo hỏi cái này cũng hơi căng, là tại vì có những cái giống như nó ngược lý, phải không? Nói cục đá thì nó chết, sao lại rung rinh? Rồi bây giờ thêm cái nữa là nhất diễn đề, phải không? Dạ, nhất diễn đề. Nhất diễn đề là cái tội nặng, tức là xa địa ngục, mà sao lại có thể tu thành Phật, phải vậy không? Dạ, dạ, sao lại tu thành Phật? Xin thưa là như thế này, nếu căn cứ vào cái pháp bình thường đó, thì chính Đức Phật nói tám nạn, tức là sanh làm người, đuôi cùi ngỗng điếc, thấy không? Cái tội giết cha, giết mẹ, giết la hán đó thì đã vào địa ngục, đó là nhất diễn đề đó. Phạm bạo cho làm cho chân long Phật ra máu rồi đó, phá hòa tăng chúng rồi đó, năm cái tội đó là ra địa ngục. Rồi hay là sanh làm cả quỷ súc sanh, thì Đức Phật nói á, cái người á, mà đã địa ngục và sanh làm ngạ quỷ súc sanh cầm thú đó, thì cũng là một nạn trong tám nạn. Rồi sanh ra làm người, căm mộng đuôi biết, cũng một nạn trong tám nạn. Sung sướng quá sanh cõi Bắc Lô Châu, Bắc Cu Lô Châu hay là Trường Thọ Thiên, cái hành tinh đó đó được sống lâu, không đau ốm bệnh hoạn, có đầy đủ cơ máu, cho nên sung sướng không ai chịu tu, thì cũng là một nạn trong tám nạn, Phật không ra đời những cái thế giới đó. Nhưng mà có một điều đặc biệt, tại sao chúng sanh ở địa ngục vẫn tu thành Phật, là ở đây muốn nói về cái pháp môn tự tâm, cái pháp môn mà được Đức Thầy khai ngộ cho tôi, mà tôi nói thẳng cho đồng đạo từ trong nước tới ngoài nước nhận ra cái tánh biết này. Nếu mình bị tội dứt diễn đề, bị xa địa ngục, nhưng mà ngày giờ nào bị đánh đập khảo tra khổ sở,
rồi tự nhiên thức tỉnh, nhận ra mình là cái biết, không phải là cái thân này, sống thường với cái biết đó, thì hoàn toàn không bị khảo tra đánh được nữa, không bị giam ở trong ngục lửa, mà được đưa lên khỏi tam giới và khỏi luân hồi sinh tử. Đó là cái pháp môn đặc biệt kỳ diệu của Đức Thích Ca Mâu Ni. Còn cái trường hợp mà đuôi điếc câm ngọng thì không nghe được Phật pháp, không tu được, hay hoặc là sanh các cõi như cầm thú, ngạ quỷ địa ngục cũng không tu được. Thế cái pháp tu thông thường thì nó như vậy, nhưng mà tuyệt đối cái pháp tu đại thừa chánh đẳng chánh giác của Đức Thích Ca kỳ diệu màu nhiệm là không nói ở chỗ nào, dù địa ngục ngạ quỷ xuất sanh, dù câm điếc đuôi ngọng gì cũng vậy, nhận ra cái tánh biết của mình, dù câm dù điếc gì cũng thành Phật. Nhận ra cái tánh biết của mình, dù địa ngục ngã quỷ xuất sanh cũng tiến hóa lên được Phật thánh, vì cái biết là Phật. Cho nên nhận ra chỗ này rồi, quên cái thân ở địa ngục, quên cái thân ở thiên đường, quên cái thân mùi khu câm điếc, mà lúc nào cũng lặng trang sáng đỡ rõ ràng biết, thì khi buông cái thân này rồi thì không còn bị thân chung nắm nữa, linh hồn trở về cái chỗ trung tâm vận hành của vũ trụ, rồi qua bên cái chỗ hải thiệu âm, tiến về con đường Phật một cách dễ dàng, không khó khăn gì hết. Kính thưa quý vị, đề tài trên trình bày vấn đề kết thúc.